Úc, Jolie và gia đình rất hay theo dõi các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam, đặc biệt là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Jolie rất là hồi hộp và háo hức xem các thí sinh ở Việt Nam sẽ tỏa sáng như thế nào. Bí quyết theo Jolie muốn tỏa sáng rất dễ, mà một thí sinh muốn tỏa sáng phải luôn luôn tự tin và nở nụ cười trên môi thật rạng rỡ. Jolie rất là mong muốn và trở về và cống hiến cho quê hương đất nước Việt Nam. Theo Jolie, một cô gái phải có lòng yêu thương, đồng cảm và quý mến cùng với những số phận không may mắn, đó là một cô gái nhân ái. Jolie tất nhiên là sẽ đón xem và xem các thí sinh của Việt Nam sẽ tỏa sáng như thế nào.